Chào mừng các bạn đã đến với Hồ Xanh Kiến Thức. Các bạn thân mến, nói về hợp tác năng lượng thì Nga luôn là đối tác lớn, người bạn truyền thống lâu đời của Việt Nam. Qua mỗi giai đoạn phát triển, dấu ấn của nước Nga luôn gắn với những công trình, dự án năng lượng lịch sử của Việt Nam, đặc biệt là khai thác dầu khí. Không chỉ gửi các đoàn chuyên gia giỏi chuyên môn, Nga còn cung cấp các thiết bị tiên tiến hiện đại giúp thúc đẩy hiệu quả các dự án khai thác vàng đen. Mới đây nhất, tại triển lãm Việt-Nga lần thứ tư, một thiết bị có thể giúp giảm chi phí xây dựng và vận hành đường ống dẫn khí ngay lập tức đã thu hút sự chú ý. Đây cũng chính là bài toán khó mà các dự án xây dựng đường ống dẫn khí tại Việt Nam đã và đang đặt ra. Vậy thiết bị này của Nga được chế tạo như thế nào, hiệu quả ra sao? Mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Thưa các bạn, triển lãm Việt-Nga lần thứ tư vừa diễn ra tại Hà Nội nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa và chính trị giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Triển lãm cũng đồng thời diễn ra các cuộc trao đổi thảo luận cơ hội hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai bên. Đây được cho là cơ hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ và tìm kiếm cơ hội hợp tác với gần 100 doanh nghiệp Nga từ 10 vùng nước Cộng hòa thuộc Nga. Các ngành hàng chính tại triển lãm gồm có năng lượng, chế tạo máy, luyện kim, công nghiệp hóa chất, công nghiệp dầu mỏ và khí đốt, xây dựng, giao thông vận tải, tổ hợp công nông nghiệp, công nghệ thông tin, công nghiệp khai thác mỏ, công nghệ và vật liệu mới, y học và dược phẩm, du lịch chữa bệnh. Tuy nhiên, thu hút sự quan tâm nhất vẫn là gian hàng của Liên hiệp nghiên cứu và sản xuất Vinpearl. Được biết, Vinpearl nổi tiếng về các thiết bị phân tích chất lượng và mức tiêu thụ khí đốt thông qua mạng lưới đường ống dẫn khí của Nga. Theo đó, thiết bị của hãng này trước hết được sử dụng chủ yếu trong hệ thống phân phối khí, cũng như trong ngành công nghiệp hóa chất và dầu mỏ. Nó cho phép xác định mức tiêu thụ khí đốt và chất lượng khí đốt với độ chính xác cao. Điều này làm giảm số vụ tai nạn trong mạng lưới đường ống dẫn khí, cũng như rò rỉ và thất thoát khí trong quá trình vận chuyển. Các nút điều khiển được lắp đặt đều đặn dọc theo toàn bộ chiều dài đường ống chính, cũng như các nhánh cung cấp cho từng doanh nghiệp và tòa nhà dân cư, xác định lượng khí được chuyển vào và lấy ra, nhờ đó có thể xác định chính xác chỗ rò rỉ. Ngoài ra, việc kiểm soát chất lượng ga cũng là một vấn đề được giải quyết. Theo các chuyên gia, trong khí tự nhiên mới khai thác chắc chắn có một lượng độ ẩm hơi nước, do đó khí đốt phải được làm khô. Nếu như điều này được thực hiện kém và không giám sát chất lượng của nó, có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn cả về tài chính lẫn công nghệ. Hiện nay, trên toàn thế giới, chỉ có một số công ty lớn sản xuất thiết bị có cùng chức năng như Vinpearl. Thế nhưng, xét về ưu điểm, vượt trội thì các thiết bị của Vinpearl hoạt động chính xác và bền vững hơn nhiều. Ví dụ, trong máy phân tích chất lượng khí, sử dụng chất bán dẫn thay vì kim loại như trong thiết bị nước ngoài, còn tia laser được sử dụng thay cho đèn LED. Điều này mang lại những lợi thế rất lớn về tốc độ xác định hơi nước ngưng tụ. Còn các nhà sản xuất khác hiện vẫn chưa đạt được độ chính xác như các thiết bị của Vinpearl. Chưa hết, một yếu tố khiến sản phẩm của Vinpearl có tính cạnh tranh cao chính là giá bán. Theo tìm hiểu, trước khi phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga, giá các thiết bị của Nga ngang bằng với giá của các nhà sản xuất Mỹ hoặc Anh, thì giờ đây giá của sản phẩm Vinpearl đã giảm xuống thấp hơn. Tất cả những yếu tố này cộng lại đã làm tăng sức hút của sản phẩm Vinpearl từ phía cơ quan chức năng cũng như các doanh nghiệp trong ngành năng lượng và công nghiệp hóa chất của Việt Nam. Bởi lẽ, giải pháp mà Vinpearl đưa ra có thể giúp cho các dự án đường ống dẫn khí và một số trạm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng, giảm đáng kể chi phí xây dựng và vận hành. Chính vì thế, dù chưa tiết lộ cụ thể thương vụ đàm phán, song ông Alexander Kirilenko, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Vinpearl cũng đã mạnh dạn thông tin. Chúng tôi đã làm quen với các đối tác tiềm năng, với các vấn đề và nhiệm vụ của họ, còn họ thì làm quen với khả năng sản xuất và lợi thế của các thiết bị của Vinpearl. Chúng tôi hy vọng rằng, ngay từ tháng 1 năm 2023, các thỏa thuận miệng đạt được tại triển lãm sẽ trở thành hiện thực. Và trong quý đầu tiên của năm mới, phái đoàn chúng tôi sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam để có thể ký kết thỏa thuận hợp tác và lịch trình làm việc phù hợp với yêu cầu cụ thể của phía Việt Nam. Như các bạn đã biết, ở Việt Nam chúng ta hiện nay có khá nhiều hệ thống đường ống dẫn khí với nhiều quy mô và chiều dài khác nhau. Trong đó có thể kể tới hệ thống đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 1 có tổng chiều dài tới 400 km, đã xử lý và vận chuyển thành công 100 tỷ mét khối khí vào tháng 10 năm 2021. Thứ hai phải kể đến hệ thống đường ống dẫn khí PM3 Cà Mau với chiều dài 300 km nối từ mỏ khí PM3 thuộc vùng trồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia tới điểm tiếp bờ 30 km đường ống dẫn khí trên bờ.
Hệ thống đưa vào vận hành từ năm 2007 với công suất thiết kế 2 tỷ mét khối một năm. Xếp vị trí tiếp theo là hệ thống đường ống dẫn khí Bạch Hổ với tổng chiều dài 242 km, với 197 km trên biển và 45 km trên bờ. Công suất thiết kế 2,2 tỷ mét khối một năm, được đưa vào vận hành từ năm 1995. Các hệ thống đường ống trên là mảnh ghép vô cùng quan trọng cho ngành công nghiệp khai thác, xử lý, sản xuất khí tại Việt Nam. Trong tương lai không xa, cùng nhịp phát triển của nền kinh tế đất nước sẽ còn có nhiều công trình mới đang trong quá trình thi công sẽ được đưa vào sử dụng. Nổi bật nhất là dự án đường ống dẫn khí Lô B, Ô Môn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Khoảng 14 năm trước, dự án này đã rục rịch triển khai. Tuy nhiên vì một số lý do nên hơn 10 năm qua, dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Sau đại dịch Covid-19 và sụt giảm giá dầu toàn cầu 2 năm qua, ảnh hưởng sâu rộng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu năng lượng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và PVN. Việc sớm triển khai chuỗi dự án Lô B, Ô Môn sẽ là đòn bẩy tăng trưởng cho ngành dầu khí nói riêng và năng lượng nói chung. Chính vì vậy, tháng 5 năm 2022, UBND thành phố Cần Thơ đã làm việc với công ty điều hành đường ống Tây Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN để khởi động lại dự án trọng điểm này. Thưa các bạn, ngành công nghiệp khí của Việt Nam bắt đầu phát triển từ năm 1995 của thế kỷ trước, khi dòng khí đầu tiên được đưa vào bờ tại Vũng Tàu từ các mỏ dầu khí ngoài khơi biển Việt Nam. Đường ống dẫn khí được xây dựng hết sức an toàn, theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc tế. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tuân thủ các quy định về an toàn thì sự cố vẫn có thể xảy ra. Điển hình là sự cố ngày 23 tháng 8 năm 2013. Cơ quan chức năng đã phát hiện có rò rỉ tại hệ thống kết nối đường ống dẫn khí mỏ Chim Sáo đến đường ống dẫn khí Nam Quân Sơn tại khu vực KP75, gây nguy cơ mất an toàn và cháy nổ rất cao. Rất may là chúng ta đã nhanh chóng tìm ra điểm rò rỉ khí, huy động nhân lực, phương tiện và các thiết bị để kịp thời cô lập, không để phát triển, sau đó bàn giao cho chủ mỏ Chim Sáo sửa chữa. Ngoài ra, trong quá trình khảo sát kỹ thuật đường ống mỏ Bạch Hổ và PM3 Cà Mau, cơ quan chức năng cũng từng phát hiện nhiều điểm móp trên đường ống do tàu thả neo móc vào đường ống dẫn khí. Đặc biệt, còn có một số mỏ neo trên đường ống do tàu để lại khi bị móc vào đường ống và không thể thu neo. Nhắc lại những vụ việc trên để cho thấy, một thiết bị có thể kiểm soát chất lượng khí cũng như phát hiện chỗ rò rỉ mà nhà sản xuất của Nga đang cung cấp là vô cùng quan trọng và hữu ích với các dự án tại Việt Nam. Trở lại lịch sử, Việt Nam và Liên bang Nga đã có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Đặc biệt, hoạt động hợp tác trong lĩnh vực dầu khí phát triển rất năng động, là một trong những lĩnh vực hợp tác mang tính chiến lược lâu dài cả về chính trị và kinh tế. Các liên doanh Việt-Nga trong lĩnh vực dầu khí như liên doanh Vietsopetro, Rusvietpetro, Gazprom Việt, Vietgazprom vẫn được coi là biểu tượng của sự hợp tác giữa hai nước trong thời kỳ mới, mang lại hiệu quả kinh tế rất tích cực cho cả Việt Nam và Liên bang Nga. Ngày nay, khi dầu khí đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, chúng ta càng thêm phần khuyến khích, ủng hộ và sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Liên bang Nga tiếp tục tăng cường đầu tư và hoạt động. Điều này cũng là lẽ dĩ nhiên, bởi xuất phát từ kinh nghiệm hợp tác lâu năm do Liên bang Nga có trình độ kỹ thuật công nghệ cao, đồng thời là đối tác rất tin cậy của Việt Nam. Vâng, thưa các bạn, Việt Nam đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, dư địa hợp tác của chúng ta với Liên bang Nga trong lĩnh vực năng lượng nói chung và dầu khí còn rất lớn. Thông qua các dự án, thương vụ mua bán sản phẩm, chuyển giao công nghệ, quan hệ truyền thống giữa Việt Nam, Liên bang Nga sẽ ngày càng được củng cố, phát triển tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Rất mong tiếp tục được đồng hành cùng Hố Xanh Kiến Thức. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!